Hello everyone, welcome back to my channel. Today I'm going to cook the caramelized pork and eggs. Hello các bạn, cảm ơn các bạn đã đến chương trình ha. Hôm nay mình sẽ nấu cái món gọi là thịt kho tộ, thịt kho trứng. Here the ingredient for today, I got garlic already chopped, purple onion already chopped, tỏi bằm nha, rồi hành bằm, hành tím bằm, some pepper, ớt, lemon, chanh, and I boiled it up like about 8 to 10 egg. I boiled up and put the top up. Trứng luộc mình lột vỏ rồi nha các bạn. Bây giờ mình cầm pork, thịt heo nha các bạn. Fish sauce, nước mắm, Vietnamese Camero cooking sauce, màu, chicken powder, bột nêm, salt, nước mắm, and sugar. So let's start cooking. Wait until the water boil. Add in the pork and cook it for 3 to 5 minutes and take it out. Chờ cho nước sôi nha các bạn. Rồi bỏ thịt heo vô. Mình nấu khoảng chừng 3 tới 5 phút thôi. Nấu sơ sơ thôi. Xong rồi lấy ra. Add some lemon juice. Bỏ nặng miếng chanh vô. And one tablespoon of salt. Một muỗng canh muối nha các bạn. Mix it, trộn đều lại. Now I'm taking the pork out. Mình lấy thịt ra nha các bạn. If you want, you can go with, wash it, clean it with cold water. Nhưng mà các bạn muốn các bạn có thể lấy thịt này ra nè. Mình rửa sạch bằng nước lạnh nha. Now I'm going to marinate the pork. Bây giờ mình ướp thịt nha các bạn. Add in some chopped garlic and purple garlic. Chopped purple garlic. Onion. Mình bỏ vô tỏi bằm với lại hành tím bằm nha các bạn. Sweeten a little bit of lemon juice. Nặng miếng chanh vô cả nửa trái. Now I'm adding 4 tablespoons of fish sauce, 4 muỗng canh nước mắm. Two teaspoons of caramel cooking sauce, 2 muỗng canh mà 2 muỗng cà phê màu. 1 teaspoon of chicken powder, 1 muỗng cà phê bột, bột nêm, 2 tablespoons of sugar, 2 muỗng canh đường, and 1 teaspoon of salt, 1 muỗng cà phê nước muối. So, mix it well,
mix it lại all. Mình trộn đều lại nha các bạn. Then we cover the top. Then put in the refrigerator for about 45 to an hour. Let them marinate. Rồi mình trộn đều lên xong cái mình đậy cái nắp lại. Đậy nắp xong rồi bỏ ấm tủ lạnh cỡ 45 tới 1 tiếng, 45 phút tới 1 tiếng. Tùy theo các bạn muốn thấm vô hay không. Thấm cỡ nào. Rồi xong mình lấy ra. Now wait and for the water to boil again. Then put in the pork, marinate pork. You need about like 3 to 4 cup of water. Mình cho mình bỏ 3-4 cup nước nước xong mình chờ nó sôi lên á. Cái này bỏ cái thịt thịt ướp hồi nãy bỏ vô. Chờ nó sôi không bỏ bỏ thịt vô các bạn. Wait until it boils again. Add in all the egg that I cooked earlier. Just put it in. Chờ cho nó sôi thì sôi lên cái bỏ mấy cái trứng trứng luộc hồi nãy mình lột vỏ đó bỏ vô trong. Now the this is almost done. I'm adding in some pepper and some black pepper to it. Depending on how spicy you want, you can add like 3 pepper or like 4 and 1 teaspoon of black pepper. Tùy theo bạn ăn cay hay là không cay nha mà. Thường thường mình bỏ 3 trái ớt. Còn không bạn cắt ớt nhỏ nhỏ rồi xong rồi bỏ tiêu vô cũng được, một muỗng cà phê tiêu. Cái này ăn càng càng cay càng tốt. Càng ngon. So this is done. Cái món thịt kho tàu này sẽ xong nha các bạn. Here I'm showing you like how it look like after it done, after it cook. Giờ mình cho các bạn coi cái tô này nó nấu xong ra sao. With the caramelized pork and egg, so let's start eating. Thịt kho tàu mình đã nấu xong nha các bạn, rồi bắt đầu mình ăn ha. I'm getting some pork and some sauce. One egg, some veggie. Lấy mấy cái trứng với mấy miếng thịt với mấy miếng cà này. I'm adding some chili garlic sauce. A little bit of fish sauce. Mình ăn tất bằng nha các bạn.
cũng được lắm. This one is not easy dish to make. If you have any family garden, you should make this. This. Cái món này á bạn, nấu dễ nên nếu mà mình có gia đình rồi tới ăn nó cũng dễ. This dish right here is a Vietnamese traditional dish. We make this every New Year for our family garden. It's only 7 p.m. right now, but as you can see in the background, it's really dark. It feels like 9 or 10 already. Mới có 7 giờ tối rồi các bạn. Mình ngồi mình ăn cảm giác như là 9-10 tối vậy. Ở sau lưng mình, các bạn thấy tối thui thui lùi, phải bắt đèn.
Alright guys, I'm done eating, so thank you for watching. Please like, subscribe and comment and hit the bell for me for next future video. Alright, cảm ơn các bạn nha, đã lắng xem nha. Mình đã ăn xong buổi tối rồi. Giờ mình phải vô nhà chuẩn bị chở nhóc về. Cảm ơn các bạn đã xem nha. Cảm ơn like, đăng ký, rồi gõ chuông giùm mình để mình có nghị lực để quay video kế tiếp nha. Cảm ơn các bạn. Bye bye.